Các trợ lý và đồng minh trong chiến dịch tranh cử của bà Harris đang trong tình trạng sốc và không tin sau ngày bầu cử Mỹ, choáng váng vì ứng viên của họ thua ông Trump. Một nguồn tin thân cận với chiến dịch của bà Harris nói với CNN, bộ tôi quặn lại, một người khác nói, thật khủng khiếp, thất bại của bà Harris đến quá nhanh và bất ngờ với nhiều người. Trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nhóm thực địa và dữ liệu nội bộ, trước thêm đêm bầu cử, các quan chức chiến dịch của bà Harris đã dự đoán sự tự tin về vị thế của phó tổng thống, nhưng sự tự tin đó đã tan biến. Một nguồn tin khác thân cận với chiến dịch mô tả tâm trạng của các quan chức chiến dịch của bà Harris qua đêm rằng thật ảm đạm, Pennsylvania là đinh đóng vào quan tài. Nguồn tin cho biết bà ấy đã gặp phải mọi trở ngại, mọi con số đều đi ngược hướng với bà ấy. Đối với nhiều trợ lý chiến dịch của bà Harris, Quá trình xử lý cảm xúc xung quanh kết quả bầu cử cũng đang va chạm với những tác động thực tế của việc kết thúc bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào. Nhiều người đóng gói hành lý và chuẩn bị rời khỏi những ngôi nhà tạm thời mà họ đã dựng lên ở các tiểu bang chiến trường khi họ suy ngẫm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lo ngại sau khi nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump sẽ can dự vào những quyết định vốn dĩ độc lập từ trước đến nay của ngân hàng trung ương này. Trong hơn 70 năm qua, ngân hàng trung ương Mỹ hoạt động như một cơ quan độc lập để quyết định lãi suất nên ở mức nào trong các cuộc họp nội bộ, những người đứng đầu, các nhà hoạch định chính sách không phải tham khảo ý kiến của tổng thống và các quan chức khác vì lý do chính đáng dưới đây. Theo lời giải thích của một cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Fed, nhiệm vụ của những người đứng đầu ngân hàng trung ương là phải đưa ra những quyết định mặc dù có thể không được lòng dân, nhưng cuối cùng vẫn là tìm cách mang lại lợi ích cho nền kinh tế nước Mỹ trong dài hạn. Tuy nhiên, tính độc lập trong suốt 70 năm của Fed có thể bị can dự khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ứng cử viên tranh cử Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 8, ám chỉ đến các quyết định về lãi suất của Fed. Tôi cảm thấy rằng ít nhất Tổng thống cũng nên có tiếng nói trong vấn đề này. Tôi cảm nhận điều đó rất mạnh mẽ. Tôi kiếm được rất nhiều tiền và rất thành công. So với những người làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang hoặc Chủ tịch Fed, tôi có bản năng về kinh tế tốt hơn. Không rõ liệu ông Trump hay bất kỳ Tổng thống nào có thể xóa bỏ tính độc lập của Fed hay không, hoặc liệu điều đó có cần sự chấp thuận của quốc hội hay không. Tuy nhiên sau khi tuyên bố của ông vấp phải loạt phản ứng dữ dội, ông Trump đã xoa so dịu dư luận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg News chưa đầy 2 tuần sau đó. Theo tôi, một tổng thống chắc chắn có thể nói về lãi suất nếu như họ có trực giác rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang ra lệnh, nhưng nó có nghĩa là tôi nên có quyền được nói về nó như bất kỳ ai khác. Fed không được thành lập để lấy lòng công chúng, rõ ràng người dân Mỹ và các chính trị gia không thích mức tỷ lệ lãi suất mà Fed đưa ra để cứu nền kinh tế. Bất chấp những lời kêu gọi hạ lãi suất sớm hơn, Fed vẫn giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ suốt một năm để kiềm chế thực trạng lạm phát. Phải đến tháng 9 năm nay, họ mới thực sự cắt giảm. Nhiều quan chức được bầu trong ngày bầu cử vừa qua đã kêu gọi hạ lãi suất vào thời điểm đó, nhưng lập luận của họ có thể không được xem xét tại các cuộc họp về chính sách tiền tệ. Theo đánh giá của các nhà hoạch định tại Fed, việc hạ lãi suất quá sớm có nguy cơ làm bùng lại lạm phát. Hiện chỉ cao hơn 1 phần 10 điểm phần trăm so với mục tiêu 2% của Fed. Lãi suất cao hơn thường giúp kiểm soát lạm phát bằng cách khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả nhiều tiền hơn khi vay tiền. Từ đó hạn chế giá cả tăng cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao các quốc gia có ngân hàng trung ương độc lập thường có tỷ lệ lạm phát thấp hơn. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến lập luận này khi trả lời các phóng viên vào tháng 9 sau khi tuyên bố hạ lãi suất. Ông Powell nói: "Đây là một cơ cấu mang lại lợi ích cho công chúng và tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục." Kết quả bầu cử lần này là cú sốc lớn đối với Đảng dân chủ. Ứng cử viên của họ đã thất bại trước đối thủ mà nhiều người trong đảng coi là mối đe dọa trực tiếp đối với nền dân chủ Mỹ, khiến làn sóng chỉ trích bắt đầu ngay lập tức sau đó. Ngày sau thất bại của bà Kamala Harris trước ông Donald Trump, một số đảng viên dân chủ đã đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden. Nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã và đang tiếp tục chỉ trích việc ông Biden quyết định tiếp tục đứng ra tranh cử Tổng thống để rồi dẫn đến chuỗi sự kiện ông Biden phải rút lui khỏi cuộc đua vào tháng 7 sau cuộc tranh luận thất bại vào cuối tháng 6. Rất ít người cho rằng ông Biden có thể làm tốt hơn bà Harris trong hoàn cảnh này. Một quan chức cấp cao trong chiến dịch của bà Harris nói với CNN rằng ông Biden sẽ phải chịu trách nhiệm rất nhiều về điều này và thành thật mà nói ông ấy nên như vậy. Có vô số cách mà các quan chức đảng đang nhanh chóng chỉ trích ông Biden vì sự trở lại Nhà Trắng sắp tới của ông Trump. Đối với nhiều người, điều này bắt nguồn từ quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống thay vì giữ lời hứa trước chiến dịch tranh cử năm 2020 là trở thành Tổng thống chuyển tiếp và cầu nối. Trong kịch bản, ông Biden quyết định không tìm kiếm thêm 4 năm nữa tại Nhà Trắng. Đảng Dân Chủ cho biết, sẽ có một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ mạnh mẽ để chọn ra ứng cử viên tiếp theo của Đảng. Và với điều đó, ứng cử viên đó sẽ có thời gian để thiết lập và điều hành một chiến dịch riêng biệt của riêng họ. Thay vào đó, quyết định của Tổng thống là tiếp tục cuộc đua bất chấp sự lo ngại của nhiều đảng viên Dân Chủ dẫn đến việc ông Biden cuối cùng bị buộc phải rời khỏi cuộc đua chỉ vài tháng trước ngày bầu cử, khiến bà Harris không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy một cuộc đua bị cắt ngắn một cách bất thường. Tuy nhiên, quyết định không rút lui sau một nhiệm kỳ và việc Đảng Dân Chủ thiếu động lực tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ sẽ bị chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều người tin rằng quy trình này có thể giúp bà Harris mạnh mẽ hơn hoặc thậm chí tạo ra một ứng viên khác tốt hơn. Đảng Dân Chủ cũng không bao giờ có cơ hội để quyết định liệu Phó Tổng thống có thực sự là ứng cử viên mạnh nhất để đưa ra chống lại ông Trump hay không. Cuối cùng, cuộc đối nốt rút kéo dài vài tháng của bà Harris đến ngày bầu cử là chiến dịch của ông Biden với bà Harris đứng đầu danh sách. Đó là chiến dịch của ông Biden với những áp phích mới. Chiến dịch của bà Harris cũng phải đối mặt với sự đánh giá khắt khe, liệu bà có dành quá nhiều thời gian chỉ trích ông Trump là phát xít thay vì thu hút cử tri độc lập? Việc vận động cùng các nhân vật như cựu đại biểu Liz Cheney có phải là một sai lầm chiến lược ngay từ đầu? Nếu bà tập trung nhiều hơn vào các vấn đề của tầng lớp lao động hoặc áp dụng chiến lược truyền thống táo bạo hơn, liệu có thể ngăn chặn được sức hút của ông Trump? Tuy vậy, thách thức lớn nhất của bà Harris thời điểm tranh cử có thể là nền kinh tế khó khăn và vị trí phó tổng thống của một người có mức độ tín nhiệm yếu. chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 có thể mở ra kỷ nguyên mới đối với ông Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 260 tỷ đô la Mỹ. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Trump đã dành một lời tri ân dài đối với người ủng hộ lớn nhất. Một ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời, Elon. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, ông Elon Musk sẽ trở thành một trong những cố vấn chính trị và kinh doanh ảnh hưởng nhất của chính quyền Trump 2.0. Trong vai trò mới, CEO Tesla có thể sẽ đứng đầu một cơ quan mang tên Bộ hiệu suất chính phủ, Department of Government Efficiency. Ông Musk tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách và giảm thiểu quy định chính phủ mà ông coi là bộ máy hành chính khổng lồ đang kìm hãm nước Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, khám phá không gian và xe điện. Đó là các lĩnh vực mà ông kinh doanh với vai trò lãnh đạo X, AI, SpaceX và Tesla. Ông Trump nói, ông Musk là một nhân vật đặc biệt, một siêu thiên tài. Chúng ta phải bảo vệ những thiên tài của mình vì chúng ta không có nhiều người như thế. Ngay trong đêm bầu cử, CEO SpaceX đăng tải một bức ảnh chế ông bước vào phòng bầu dục với hình ảnh sách một chiếc bồn rửa tay. Ảnh chế này gợi nhớ đến khoảnh khắc ông vào trụ sở X trước khi mua lại nền tảng này với giá 44 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Một hình ảnh khác thể hiện vị tỷ phú nói chuyện cùng ông Trump tại Alagore kèm nội dung bài viết: "Tương lai sẽ bùng nổ." Trong những tháng trước cuộc bầu phiếu, ông Elon Musk đã sử dụng loa phóng thanh của riêng mình nền tảng X, trước đây là Twitter, với tư cách là chủ sở hữu và là tài khoản phổ biến nhất với hơn 200 triệu người theo dõi để tràn ngập thông điệp ủng hộ ứng cử viên Donald Trump. Những người chỉ trích cho rằng ông Musk đã đưa sự thiên vị vào các thuật toán của nền tảng và khuếch đại các câu chuyện cực hữu cùng thuyết âm mưu với rất ít hoặc không có bằng chứng, đồng thời cắt giảm khả năng kiểm duyệt và kiểm tra thực tế của nền tảng. Một số người đã cảnh báo rằng ông Elon Musk đã trở thành một trong những người truyền bá thông tin sai lệch và âm mưu bầu cử lớn nhất trong giai đoạn trước bầu cử, chẳng hạn như thúc đẩy các tuyên bố về gian lận cử tri tiềm ẩn Donald Trump Jr con trai của Tổng thống, đã nói trong một podcast, cuộc đua này sẽ không thể sát sao như vậy nếu không nhờ vào những gì ông Elon Musk đang làm với X và cho mọi người thấy sự thật đang diễn ra. Sean McGuire, đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm, Sequoia Capital cũng là người ủng hộ ông Trump nhận định bước ngoặt chính là khi ông Elon mua Twitter. Ngay trước khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Elon Musk đã tuyên bố ông sẽ tham gia sâu vào chính trị Mỹ trong những năm tới. Trên một buổi hỏi đáp trực tuyến khi đang bay từ Texas đến bang Florida để xem kết quả bầu cử tại Malaga, ông Musk khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ cho PAC Mỹ với mục tiêu tác động đến các cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 và các cuộc bầu cử cấp huyện trên toàn quốc. Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ tiếp tục xử lý mối quan hệ với Washington trên cơ sở chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày mùng 6 tháng 11. Bà khẳng định chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán và sẽ tiếp tục nhìn nhận và xử lý quan hệ Trung Mỹ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác. Bà cũng cho biết tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ vì bầu cử tổng thống là vấn đề nội bộ của Mỹ. Đối với khả năng của ông Trump sẽ tăng thuế nhờ vào hàng hóa Trung Quốc, bà Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh không trả lời các câu hỏi giả định. Trước đó trong quá trình tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức 25% ở nhiệm kỳ đầu để thúc đẩy sản xuất của Mỹ. Liên quan đến việc chúc mừng ông Trump, bà Mao Ninh cho biết thêm, sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, Trung Quốc sẽ xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ. Có nhận định cho rằng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump gần như chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh, đặc biệt tập trung vào cạnh tranh kinh tế và công nghệ điều này có thể sẽ tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của trung quốc